Xin chào các bạn, thưa các bạn, Khang Audio xin giới thiệu và mời các bạn nghe thử bộ đĩa nhạc Có Lúc Tình Rất Nồng của Bằng Kiều. Đây là một trong cái đĩa nhạc mà Khang Audio cơ cấu ở trong cái combo đĩa nhạc 10 chiếc với chủ đề căn nhà ngoại ô. Nếu các bạn mua một chiếc lẻ, các bạn mua với giá là 150.000. Nếu các bạn mua cả một bộ combo với chủ đề căn nhà ngoại ô 10 đĩa nhạc mà chúng tôi chọn lựa ở đây thì chúng tôi bán giá còn 1.050.000. Đây là những cái đĩa nhạc mà chúng tôi chọn lựa với chất lượng rất là hay và rất là phù hợp với chủ đề căn nhà ngoại ô với cái dòng nhạc tình bolero này. Mời các bạn nghe thử đĩa nhạc có lúc tình rất nồng. Xin mời các bạn. Có lúc buồn rầu đến run người, có lúc ngồi cười rất tươi, nghe như đời không trôi nữa hay đi quá mau. Có lúc nằm dài ngó lên trời, kìa mây ơi làm sao ta với, nếu bồi ngùi cũng qua một ngày thôi, đâu cần học đắm say. Niềm đau riêng giấu để vui chung, ai ngờ cơn đau thêm lớn rộng. Thăm vườn xưa nhớ ra tàn mùa đâu còn cành hoa hôm trước. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em đang đau giá rời. Vì em đã cho yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã cho em rồi. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ, này người tình cầm tay anh. Dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng xuân đi theo mối tình, sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối. Vâng, thưa các bạn, trên đây là những các cái video để giới thiệu và mời các bạn nghe thử những cái đĩa nhạc trong cái bộ đĩa nhạc căn nhà ngoại ô. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.